Liên Vũ xin trân trọng chào đón một lần nữa tất cả quý vị đang theo dõi chương trình livestream của Leon cũng như Andy Thái Nguyễn. Hôm nay sau một tuần lễ rất là bận rộn của tụi này với một cái live show cũng như cái đêm ra mắt CD Chúng Mình Ba Đứa của Leon, Vũ Văn Vinh cũng như Huỳnh Gia Tuấn, special guest là Andy Thái, thì sẵn đây Leon cũng muốn gửi lời cảm ơn đến cho tất cả những quý vị VIP, quý vị quan khách, quý vị khán giả đã đến Blue ủng hộ tụi này rất 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 là đông, thành công lắm, cảm ơn. Và cũng không quên cảm ơn những anh em đã cùng Leon hỗ trợ cái phần livestream cho tất cả các bạn cũng như các quý vị, các cháu ở xa không có xem, không có đến được với cái livestream, không có đến được với cái live show thì xem livestream, thì trong đó có anh Quốc Võ, anh Cù Nhật Tân cũng như anh Huy rất là sốt sắng cũng giúp cho tụi này đem cái lời ca tiếng hát cũng như cái gì đó gần đến cho tất cả. Cảm ơn rất là nhiều. Và hôm nay theo như lời hứa từ ban đầu thì Leon và Andy Thái có hứa hát gửi tặng cho tất cả một bài hát được mang tên Mẹ Tôi, nhạc và lời của Nhị Hà. Một bài hát này có thể nói là có một cái tình cảm, một cái khắc rất là sâu đậm trong trong lòng, trong tim của Andy Thái cũng như của với Leon. Thì sắp tới đây cũng là Mother's Day, thì không biết làm cách nào hơn để gửi lời ca tụng hay là chúc tụng đến cho những bà mẹ Việt Nam của mình trên toàn thế giới, đặc biệt là ở Việt Nam đang hóng xem cái livestream của Leon và Andy. Thì sẵn đây Leon cũng gửi lời cảm ơn mẹ, cảm ơn những bà mẹ đã thương yêu con mình cũng như mẹ Leon và mẹ của Andy Thái đang và đã thương yêu tụi này, rất là vui. Và thôi thì anh Tân ơi, Andy tới chưa anh? Andy nó mới tới rồi. Xin cảm ơn tất cả vì Andy ở tiệm bữa nay hơi đông khách thì Andy tới hơi trễ. Tụi này rất là háo hức và hồi hộp để làm một cái livestream này gửi tặng quý vị, nhớ đón nha, đón nha, đón xem, ủng hộ cũng như thả tim rồi comment nhiều nhiều vô. Tại bài hát này có rất 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 là nhiều kỷ niệm nha. Andy đâu rồi ta? Hello cả nhà. Rồi xin qua đây đi, qua đây đi, mở volume chưa, lên chưa? Rồi, nói được không? Nói đi, nói cảm ơn đi. Andy sẽ kể cho vị một chút xíu về cái bài hát Mẹ Tôi cũng như một cái lý do sao mà tụi này chọn cái bài Mẹ Tôi trong một cái chương trình hài của Thúy Nga Hài cũng như chương trình quay live show cho Thúy Nga. Xin cảm ơn. Hello cả nhà. Andy hát cái bài này á, nó rất là nhiều cảm xúc. Mỗi lần mà coi lại thôi Andy cũng dám coi, tại vì coi lại là tự nhiên muốn khóc, mỗi lần hát là muốn khóc. Tại vì cái bài này nó có nhiều kỷ niệm với Andy là vậy nè. Cái lúc mà mẹ Andy mất là tháng 3, right? Nhưng mà trước cái lúc đó đó, là đúng ra là cái năm đó đó, là Andy về dẫn mẹ đi nước ngoài, đi Thái Lan chơi. Tại vì mẹ của Andy là giống như người nhà quê đó, chưa bao giờ được đi máy bay hết, cho nên theo như tụi này hứa với má Nga là mẹ của Andy thì nói rằng là khi mà tụi này về Việt Nam thì dẫn bà đi qua Thái Lan chơi, tại vì từ nhỏ tới lớn bà cũng chưa bao giờ đi Thái Lan cũng như chưa có đi máy bay, thì hứa thì mãi mãi vẫn là lời hứa thôi, bởi vì sau đó thì đúng ra đó là cái năm đó là Andy dẫn đi nước ngoài chơi. Thì tự nhiên cái Andy cancel, Andy nói thôi kệ, ráng thêm từ đây tới cuối năm nữa thì Andy sẽ về dẫn đi. Cho nên cái năm đó Andy không có về. Thì sau cái Tết đó là qua tháng 3 mẹ Andy mất. Cho nên mỗi lần suy nghĩ thấy hối hận. Thì do đó khi mà Thúy Nga, bạn của Leon, Thúy Nga Hài có nhờ tụi này hát cho cái chương trình của Thúy Nga, thì tụi này chọn ngay cái bài Mẹ Tôi cũng như là một cái gì đó muốn gửi đến bà cũng như kính dâng bà những gì mà bà đã chăm sóc, cũng như bà cũng rất là thương Leon, bởi vì mọi lần mà Leon về Việt Nam là
bắt Leon phải ăn cơm nhà, không được đi ra ngoài, rồi nhiều thứ lắm. Sáng 6 giờ sáng là bắt đầu đi chợ, rồi hỏi Leon cái bữa nay muốn ăn cái gì để bà chuẩn bị. Thì sẵn đây, Leon cũng cùng với Andy Thái gửi tặng bài hát này cho đến gửi tặng bài hát này đến cho những bà mẹ cũng như những đứa con nhớ yêu thương mẹ mình nhiều hơn. Xin cảm ơn. Thank you. Ok, chuẩn bị nha. Dạ. Tôi tóc xanh nhường bạc tháng ngày, mẹ tôi đau buồn nặng chiếu đôi vai, bao năm nuôi đàn trẻ thơ nhỏ dài, cầu mong con mình có một ngày mai. Mẹ tôi nắng mưa chẳng ngày nhọc nhằn, mẹ tôi mỉm cười nhìn bóng con ngoan, không than không phiền dù lắm hoạn nạn, lòng tin con mình xứng thành người dân. Chiều chiều bên liếp lều tranh, mẹ tôi đứng đợi đàn con, trước gió tóc trắng loa xòa, đôi mắt dịu hiền như bể tình thương. Lòng người mong ước ngày sau đàn con xứng thành người dân, nhưng nay con đã nên người thì nay con đâu ba mẹ hiền xưa. Chiều nay đốt hương tưởng niệm trước mộ, nhìn khói đau lòng tưởng nhớ năm xưa, công ơn sinh thành ngày nào bên cha, mẹ ơi con nguyện nhớ lời mẹ khuyên. Leon xin gửi lời cảm ơn đến Tuyết Nhung, Trần Đặng, Bo Nguyễn, Nguyễn Bích Hạnh, Phương Mai, Nguyễn Mai Hương, Khánh Ly, Phượng Mai, Chi Chi. Cảm ơn cháu, cảm ơn Hiền Đinh, cảm ơn Pháp. Mẹ tôi nắng mưa chẳng ngại nhọc nhằn, mẹ tôi mỉm cười nhìn bóng con ngoan, không than không phiền dù lắm hoạn nạn, lòng tin con mình xứng thành người dân. Chiều chiều bên liếp lều tranh, mẹ tôi đứng đợi đàn con, trước gió chẳng lo xòa, đôi mắt dịu hiền như bể tình thương. Lòng người mong ước ngày sau đàn con xứng thành người dân, nhưng nay con đã nên người thì nay con đâu ba mẹ hiền xưa.
đêm trước mồ. Nhìn khói đau lòng tưởng nhớ năm xưa, công ơn sinh thành ngày nắng đền trả. Mẹ ơi con nguyện nhớ đời mẹ thương, công ơn sinh thành ngày nắng đền trả. Mẹ ơi con nguyện nhớ lời mẹ. Lê Anh Vũ cũng như Andy Thái xin cảm ơn tất cả rất là nhiều đã đón xem một cái livestream đặc biệt hôm nay sau một cái tuần lễ khá ư là mệt, cực nhọc cũng như bận rộn, thì hôm nay Leon đứng đây không có gì hơn cảm kích và cảm tạ rất là nhiều lòng yêu thương của quý vị dành cho tụi này. Cho nói cậu được không? Cứ xin hoài trời. Theo Andy á, cái kinh nghiệm của Andy á, thì giống như những cái gì mà mình làm được cho cha cho mẹ mình thì mình nên làm liền, đừng có đợi ngày mai nha quý vị. Thì giống như Leon có nói với lúc đầu thì cái bài hát này đầy ấp kỷ niệm của Leon cũng như Andy. Bởi vì những gì mà tụi này hứa với má Nga là mẹ của Andy mà không có làm được. Thì sẵn đây thì Leon cũng khuyên các bạn, các em đang theo dõi cái livestream của tụi này, thì cứ làm từ trái tim, làm từ tâm của mình để sau này có gì mình cũng không hối hận nha. Xin chào. Cảm ơn rất nhiều.